Đồ Gỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay là 22 tháng 5 năm 2016. Và clip này chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ tranh Thư Quý Tùng Cúc Trúc Mai bằng gỗ hương. Đây là bằng gỗ hương đỏ của Lào, tức là hàng gỗ hương rất là chuẩn. Và với kích thước của mỗi tấm là 34 x 1m18. Thì bộ này chúng tôi cũng mới làm xong được cách đây chừng 2 tuần. Và chiều dày của mỗi một cái tấm tranh là 5 phân. Và đục kênh bông thì hiện nay quý vị đo từ trên xuống chắc nó cũng còn, nó cũng độ khoảng 4 phân. Còn để lại cái phần nền nữa. Thì như vậy là cái hàng này được đục tay 100%. Và đục kênh bông vô cùng tỉ mỉ. Đức Hiền thì vốn đã có tiếng với những cái bộ tranh kiểu như thế này rồi. Và trước đây chúng tôi làm có một số bộ tranh nó còn cỡ lớn, chúng tôi cũng bán hết rồi. Còn gần đây nhất thì đây, hôm trước là tôi cũng có mới giới thiệu một cái bộ này, nhưng mà cũng còn chưa kịp đánh giáp lên. Và đây bộ này cũng thế, vẫn còn đang nguyên cái phần mộc. Nhưng mà hôm nay có một bác ở trong huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, bác gọi điện ra và bác muốn hỏi thăm, cho nên là tôi nhân tiện đây. Thì lúc này đã là 8 giờ tối ngày 22 tháng 5 năm 2016. Cái việc bầu cử thì đã cũng là các hòm phiếu đã khép lại rồi. Thế còn bây giờ là lúc này là về cái phần công việc chúng tôi thì sau một ngày cũng đã xong, nhưng mà khách yêu cầu chúng tôi đang tiếp tục để giới thiệu. Sau này quý vị cứ nói rằng bộ tranh quay vào đúng hôm bầu cử thì tôi sẽ nhớ ra ngay. Và cái bộ tranh này thì là có 4 bức Tùng Cúc Trúc Mai, và cũng là 4 bức này làm gỗ hương, và 4 cái tấm gỗ hương này cùng một hộp gỗ, cho nên nó hết sức là đều mỏng. Bởi vì chúng tôi thì luôn luôn cố gắng muốn làm cho cùng hộp để đều, nhưng mà đôi khi có những bộ nó sẽ bị thừa ra, nó không để đều tuyệt đối được. Bộ nào đều màu chúng tôi sẽ báo cáo. Và đục rất là kênh bong. Đầu tiên tôi giới thiệu về kênh bong đã. Đây quý vị thấy là kênh bong là gì? Tức là đây là sau khi đục xong nó thói ra đây, thì tôi nhét cả cái thìa chui qua cái tranh này còn được. Đấy. Ví dụ như đục máy nó không bao giờ nó thể móc vào bên trong này được. Nhưng đây là đục tay hoàn toàn. Và cái đường nét thì hết sức là tinh xảo. Cũng giống như những cái bộ trước đây. Là cây rồi cành rồi chim rồi hoa là cũng rất là sinh động. Và trong bốn cảnh thì cái cảnh cái nào mỗi cái nó có một cái nét sắc riêng, nhưng riêng cái cây trúc ấy, vì là nó có những cái cảnh nó vút lên, xong bắt đầu là những cái cảnh thì nó kênh bong nhiều, nhưng mà trông cảm giác như là cái cảnh cây trúc là như là sắc nét nhất nhất. Thực ra cái nào cũng sắc nét, nhưng mà vì cái lá trúc nó nhọn và cái cành trúc nó kênh bong được ra nhiều, cho nên là trông thấy rất sắc luôn. Này thì cả những cái cảnh bé bé này, cái này tôi dùng cái thìa cà phê để tôi rúc vào trong này cho nó dễ, quý vị dễ hình dung. Từ những cái cây nó cũng sinh động, mà những con chim này, những cái mỏ đây không quay gần thì quý vị thấy không hình dung, nó có cái mỏ nó nhọn hoắt như thế này. Cho nên là các cái tranh này á, là sau khi sơn xong mà nó nguyên vân gỗ và lên tuyệt đẹp rồi ấy, trong quá trình quý vị dùng thì là sẽ không bao giờ lấy rẻ lau, nhỡ nó mắc cái rẻ vào đây thì rất là nguy hiểm. Mà một là chúng ta sẽ dùng cái hơi của cái máy xì tóc chúng ta thổi. Cách thứ hai là chúng ta dùng cái vòi xịt ở trong toilet ấy, mình xì vào cái là nó sạch luôn. Và cái thứ ba là dùng cái bút mà chổi quét sơn ấy, quanh xô đó, là chúng ta phải nhẹ nhẹ dọc theo cái canh của cái cành cây của gỗ thì chúng ta cũng sẽ là làm vệ sinh được. Tóm lại làm vệ sinh cái này thì nó đơn giản, mặc dù trông thì rất là ghê nhưng mà làm vệ sinh thì đơn giản. Vừa rồi tôi trong khi đang giới thiệu tôi đã lia qua đến bức cúc rồi, và đến đây là đang là bức tùng hạt, tùng cúc trúc mai. Thì bức tùng tượng trưng cho mùa đông. Thì cái này là
Quý vị nhìn thấy nó rất là tinh xảo, tôi cũng không muốn giới thiệu thêm nữa. Nhìn đây là quý vị đã cảm nhận được rồi. Và cái tại sao mọi người rất là chuộng chơi cái Tùng Cúc Trúc Mai này? Bởi vì ngoài cái chuyện ý nghĩa của nó là tứ quý bình an, thì đồng thời bởi vì trong cái cảnh thì nó suy ra ý. Mỗi một cái cây này là tượng trưng cho một mùa. Đây, cây mai là tượng trưng cho mùa xuân. À, cây trúc là tượng trưng cho mùa hạ. Cây hoa cúc là tượng trưng cho mùa thu và cây tùng là tượng trưng cho mùa đông. Trong đó thì cái cây hoa cúc ấy là dễ nhớ nhất bởi vì là nó có cái câu thơ cổ là thu ẩm hoàng hoa tửu, đông ngâm bạch tuyết thi. Cho nên là mùa thu là uống rượu hoa cúc vàng, dễ nhớ. Ngoài cái chuyện là bốn cái mùa này mang ý nghĩa tứ quý bình an ra thì nó còn ý nghĩa nữa là tứ quân tử, tức là trong bốn cái loài cây này thì đều được gọi là loài quân tử, bởi vì trong khi mỗi một mùa thì các cây cối thì có những cây nó cũng héo tàn, nhưng mà bốn cái cây này thì đều là rực rỡ. Ví dụ mùa xuân là hoa đào rực rỡ, mùa hạ thì những cái bụi trúc là nó xanh mướt lên trông rất là có sức sống, mùa thu thì hoa cúc vàng rực lên, và mùa đông trong khi các cây tha hồ rụng lá thì cây tùng vẫn xanh mướt giữa trời. Chính vì thế người ta gọi là tứ quân tử. Tôi có lần tôi đã nhắc đến chuyện là một người học trò sau khi đỗ làm quan thì có đến chào lại thầy dạy chữ, ý là thầy dạy chữ nho ngày xưa đấy. Thì sau khi đến thì thầy dặn là sau này là thầy dặn là thầy tặng cho một cây trúc trồng trước cửa, ý nghĩa là trúc là loài quân tử, ý là em ra làm quan thì nhớ giúp dân giúp nước giúp đời chứ không để giữ trọn cái đạo quân tử mà thầy đã giảng dạy cho em. Và người học trò thì cúi đầu là nghe theo lời thầy. Đấy là những cái câu chuyện cổ. Bởi vì chúng tôi làm cái này thì khi mà mình tiếp xúc với các cái bác thợ già thì được nghe rất nhiều câu chuyện. Thực tế thì tôi nhớ rất nhiều chuyện, nhưng mà nhiều khi là đến đâu áp dụng thì chợt lại nhớ ra, thì kể hầu chuyện quý vị một chút thôi, chứ còn thực ra những cái này nó đều có điển tích hết. Và chúng tôi tâm niệm là ngoài cái chuyện gỗ tốt ra, nhưng mà làm nó phải hết sức tinh xảo và tỉ mỉ để quý khách có điều kiện để ngắm nghía chiêm ngưỡng hay là bình luận. Nó có những cái câu chuyện mà mình ngắm nó thoải mái đây, ví dụ như là trông nó cành cây nó hiểm hóc như này trông cảm thấy nó sướng. Có thể nói là mỗi một cái tác phẩm nghệ thuật như thế này ngắm mãi không chán, thì đấy mới là đạt với cái cách làm của chúng tôi. Và hiện nay nó đang là trần mộc, nếu như khi xong rồi nó sẽ long lanh hơn nhiều. Cái này thì cái khâu hoàn thiện kỳ cọ và đánh giáp nó rất là lâu, và lúc này chúng tôi vẫn đang nợ nhiều hàng của khách đã đăng ký từ trước, cho nên là cái bộ này chắc là phải bình tĩnh, chắc là trong vòng nửa tháng nữa thì mới là đánh xong được. Trừ trường hợp của bác nào đặt hàng mà chuyển tiền đặt thì chúng tôi lại phải ưu tiên làm trước. Còn nếu bình thường nha mà cứ để chờ đợi thì có khi có trường hợp còn để đến hàng mấy tháng rời hay cả năm rời cũng vẫn để mộc thế này. Có những bộ mộc chúng tôi còn để đến mấy năm, tức là thợ làm được, đục chạm được thì cứ đục. Và kính thưa quý vị là vừa rồi tôi vừa giới thiệu bộ tranh Tứ Quý Tùng Cúc Trúc Mai bằng gỗ hương đục kênh bong với kích thước là ngang 34, cao 1m18 và dày 5 phân. Xin quý vị bớt chút thời gian truy cập vào đồgỗduckhiền.com, hoặc cần hỏi gì thông tin hay giá cả thì gọi điện thoại hoặc nhắn tin vào số 0984 666 999. Quý vị cứ nhắn là bộ thư quý gỗ hương quay hôm bầu cử là tôi nhớ. Và hôm nay chúng tôi đang quay tại tầng 1 khu A của đồ gỗ Đức Hiền. Quý vị nhìn thấy xa xa có bốn chữ đồ gỗ Đức Hiền, dưới là thiên niên vạn đại và số điện thoại của tôi 0984 666 999. Và cái địa chỉ của đồ gỗ Đức Hiền hiện nay là ở hai cái khu A khu B mà 2.000 m2, là đang nằm tại làng nghề mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân,
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Nếu các bác đi từ phía Bắc xuống thì đi qua cầu Văn Điển, thì ở đường một cũ đi xuôi xuống chừng độ hơn 20 cây là đến cầu Đỗ Xá, là cái điểm mà cách Phủ Lý 27 km. Đến đó hỏi đồ gỗ Đức Hiền mọi người đã biết rồi. Đến đó thì là rẽ qua đường tàu đi vào xã Quang Trung, xong đến xã Tân Dân thì chính là đồ gỗ Đức Hiền. Nhưng mà hỏi từ đấy thì mọi người đã biết rồi. Thế còn nếu đi từ phía Nam lên thì quý vị cứ đến cầu Rẽ, thì từ cầu Rẽ đi lên đến công an huyện Phú Xuyên, từ đó là hỏi đường vào đồ gỗ Đức Hiền xã Tân Dân thì những người ở đó họ đã biết rồi, họ sẽ chỉ cho. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Hiện nay thì hàng họ chúng tôi cũng rất nhiều và đang chờ đợi để phục vụ cho quý khách. Xin được cảm ơn quý vị.